Xin chào các bạn quay trở lại kênh điện thoại số ha. Hôm nay mình sẽ làm clip quay cây 12 Pro Max 12 Pro bị mất wifi các bạn. Máy này thì mình đã mở cho khách kiểm tra linh kiện của khách rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ test sơ lại một cái. Do cái phần wifi của khách thì nó ẩn luôn nha các bạn. Do địa chỉ wifi của máy khách cũng không có luôn nè các bạn. Không có luôn nha các bạn. Thì máy chứ của bên mình trước khi nhận vô sửa thì bên nhận máy đã test sơ rồi nha các bạn. Mình cũng test lại rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành buông máy ra để bắt đầu thao tác sửa chữa cái phần wifi ẩn này các bạn.
nó gồm hai lớp men nha các bạn. Đây là cái đế tách của iPhone 12 các bạn. Có lẽ cái này nó gồm 11 11 Pro, 12, 12 Pro Max luôn nha các bạn. Nãy mình dở cái dây ra, tại vì nếu mà không dở cái dây ra mà mình mở pin mình lấy luôn cái sợi dây ra ngoài mà không có hàng ra rồi mà sẽ bị cứng chỗ này, để men xuống nó sẽ không có sát được với cái mặt nhiệt, nó không có đủ nhiệt để nó dở men nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy tách men ra.
Sau khi mình soi kỹ trên kính hiển vi rồi mình thấy nó đứt sáu chân nha các bạn. Đứt sáu chân kết nối giữa bên trên và bên dưới nha. Bây giờ mình sẽ xử lý chân và mình sẽ tạo chân cho cái bo mạch để mình làm chân mình đóng ngược lại nha các bạn. Mình đã hút hết chân chì sạch hết rồi nha các bạn. Nó giờ mình đã cạo giùm 6 chân bị đứt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là làm chân, tạo giùm cho nó, rồi chút mình sẽ đóng vào IC nha các bạn, đóng vào cái men trên nha các bạn. Thì cái phần này thì mình làm bên kính hiển vi nên mà một con mình nên không có tiện để quay các bạn. Các bạn mong các bạn thông cảm luôn. Nào xong rồi mình sẽ sơn lại, sơn nắp sơn men lại xong rồi mình sẽ cho các bạn coi nha. Mình đã tạo xong giùm 6 chân bị đứt rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để qua một bên để hấp cái keo xanh này cho nó cứng lại. Là một hồi mình sẽ cạo cái lớp keo để tạo ra chân để tiếp nối nha các bạn. Khi mình hàn vô nó sẽ dính lên bên trên á, rồi mình để riêng qua một bên, rồi mình sẽ xử lý tiếp tới bên dưới. Thì bên dưới này mình cũng sẽ lấy chì, mình bỏ hết cái chì cũ của máy nha bạn, chì riêng của máy nha, rồi mình sẽ tạo một lớp chân mới để liên kết hai men lại nha các bạn.
mình đã hút hết cái chì cũ của men rồi các bạn. Giờ mình sẽ làm chân nha. Giờ mình sẽ đổ một cái lớp chân mới để liên kết hai cái men lại với nhau các bạn. Tạo chân dâm cái chân mới cho các cho dưới men này các bạn. Bây giờ mình sẽ liên kết.
wifi nó đã có rồi các bạn. Thì lúc đầu vào wifi nó ẩn, cái chỗ mà bật tắt đó mình sẽ không mở được nha các bạn. Hồi nãy nó ẩn. Và khi mà mình vào cài đặt chung á, vô phần giới thiệu á, thì dưới cái địa chỉ wifi này nè, cái lúc đầu nó để là không có, khi mà mình làm fix lại rồi á thì địa chỉ wifi đã có rồi các bạn. Ê, vừa rồi mình đã làm hoàn thành cái bước khắc phục cái lỗi mất wifi trên main của iPhone 12 rồi nha các bạn. Thì các bạn theo dõi, nếu mà cảm thấy cái clip này hay thì các bạn cho like, chia sẻ và đăng ký kênh để phổ biến rộng rãi, giới thiệu bạn bè anh em lại bên mình. Trung tâm bên mình có sửa chữa rồi ép kính rồi buôn bán linh kiện rồi nghe các bạn. Địa chỉ với like phần bình luận đó thì các bạn cứ để ở dưới rồi anh em mình sẽ có người trả lời nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.